Why do I try? Món này làm cho anh cuốn nha. Cuốn rất mê món này nha cả nhà. Em đốt nước anh chạy anh phụ lên cái chậu kia rồi. Anh Sang mày giờ ngon lắm, anh Sang mày đang khẩn lắm, giờ chân cái bắt liền thấy không? Anh mới đưa đám giờ mà tao đứng ảnh tao muốn chết luôn à. Chết luôn. Còn cái bình Nhật đó mà. Còn y cái bình Nhật đó mà. Số ma điện giả chắc chả chưa gì à. Rồi tao hồi ra điện con chạy ra nhà phá cửa kính bích luôn trời đất ơi. Mở vậy điện cho mày nó bắt máy, điện giả bắt máy luôn, sao lục phục mở chắc nhận ngủ quên rồi sao. Tuấn ơi con lại ngồi kế hoại đi, ngồi kế hoại luôn, ngồi bỏ dép ra ngồi kế hoại đi. Ngồi kế hoại rồi ngồi kế hoại đi, ngồi kế hoại đi, ba quay phim tuổi nè, ngồi kế hoại kìa. Rồi, tụi nó ngồi cái quại đi, ba mới thấy tụi nó được. Rồi, ngồi xuống. Rồi, sát vô. Đó, rồi, ngồi im đó nha. Ai cho tụi nó rồi? Ai nói? Hả? Không quay không ghế. Ai nói? Cái đốt cái đó cái chắc than. Có ăn được không mẹ? Hả ông Tuấn có ăn được không? Được, có ba. Ghê à? Ghê, ăn được luôn. Đâu? Đó, anh kia, chú kia, chó. Chú là anh nữa hả? Chú Lộc hả? Mà chú là chú kia. Chú Hải hả? Trời ơi. Cậu Hải cho. Hồi qua bánh xin cậu Hải luôn. Tự xin hai cậu Hải cho. Đó là anh của Quý em. Vậy xong gì xong ai nói xong tôi chưa xong mà sao mấy người xong ba chưa đi tổ trong hả? Ừ, chưa bà đó cái bộ á. Bộ nó vậy á. Chưa múa đi. Ủa múa về thấy ai đâu thấy tuổi sao cả hoài đơn đại hoài làm con đại hoài làm nằm luôn lên xe luôn hả này hả? Ờ tuổi ngủ luôn rồi bó tay luôn. Tuổi con gì ta? Tuấn, tuổi con gì? Mấy tuổi? Bốn. Heo ăn gì ta? Con ăn cá. Trời ơi, sao hổm nay ăn cơm không à? Hả? Sao hổm nay ăn cơm không? Giờ mày đặt ăn cám. Đừng. Ơ, thấy đũa luôn nè. Mày bỏ vô nước. Đừng. Con gà chắc luôn. Ây. Nó chỉ ra bánh rô bà ơi. Mà mở được ta. Mở đi, mở được không? Mở coi mở được không? Mở được rồi, ba. Ba đang quay phim sao ba mở? Hả? Mở được rồi, mở được rồi. Mở được chưa? Được rồi. Nào, mở cái ra coi. Dạ. Ừ, mở tiếp đi. Khó kìa. Đây là má đã hoàn thành cái bò quấn kim châm cột bằng hành lá nha cả nhà. Và thấy là thấy hấp dẫn rồi đó. Trưa cái mời cả nhà ăn cơm trưa với gia đình mình luôn nha. Thấy là thấy mời chết rồi. Món này hết biết. Cả nhà thấy mời không? Đây, món này là món dữ nha. Món này món dữ ạ. À.
thịt bò quấn nấm kim châm nha cả nhà. Rồi cột thì cột bằng hành lá nữa, thì thứ gì mà chịu nổi. Nay thứ tư á. Ủa nay thứ tư nè. Chắc ngày mai thứ năm quá. Ôi trời ơi. Vậy mà nãy nó nín má mà ba làm mà ba đem ba chiên hả gì chứ. Nướng đúng mất rồi. Này bỏ lên hiệp cái muốn hết luôn hả? Vừa rồi. Cái dĩ mình bự. Cứ kết lại luôn hiệp luôn cái rồi gì đó. Khỏi cái ông cỡ qua làng cái chính này. Cứ kết luôn cái hiệp mau. Rồi, vừa kịp lúc nướng cho con luôn nè. Ngon. Chưa. Chưa ngon đâu. Chưa chín xong rồi. Chưa chưa. Chú làm con đổ mồ hôi rồi đó. Ngoài trời á. Chú cả quần luôn cái nào. Đó, cho con nè. Đó, còn nhiêu là của con hết á. Đem gì bỏ hao. Đây, món này là món dữ nha. Món này món dữ ạ. Thịt bò quấn nấm kim châm nha cả nhà. Rồi cột thì cột bằng hành lá nữa, thì thứ gì mà chịu nổi. Nay thứ tư á. Ủa nay thứ tư nè. Chắc ngày mai thứ năm quá. Ôi trời ơi. Vậy mà nãy nó nín má mà ba làm mà ba đem ba chiên hả gì chứ. Nướng đúng mất rồi. Này bỏ lên hiệp cái muốn hết luôn hả? Vừa rồi. Cái dĩ mình bự. Cứ kết lại luôn hiệp luôn cái rồi gì đó. Khỏi cái ông cỡ qua làng cái chính này. Cứ kết luôn cái hiệp mau. Rồi, vừa kịp lúc nướng cho con luôn nè. Ngon. Chưa. Chưa ngon đâu. Chín xong rồi. Chưa chưa. Chú là con đổ mồ hôi rồi đó. Ngoài trời á. Chú cả quần luôn cái rồi. Đó, cho con nè. Đó, còn nhiêu là của con hết á. Đem gì bỏ hao. Bây giờ mình trở qua là cái là ok nha cả nhà. Mau mà. Chính là không biết chứ thấy người nướng phải coi bung đủ thứ rồi đó. Muốn tái thịt hết rồi đó. Cái này mình giờ phải có bên đà hay bên phòng ha. Quăng lên ngọt đã ngồi cái chấm nước tương ha rồi. Bên đang dậy vậy. Con đang dậy mà. Giờ mình trở qua là cái là ok nha cả nhà. Mau mà. Chính là không biết chứ thấy người nướng phải coi bung đủ thứ rồi đó. Muốn tái rồi. Muốn tái thịt hết rồi đó. Cái này mình giờ phải có bên đà hay bên phòng ha. Quăng lên ngọt đã ngồi cái chấm nước tương ha rồi. Bên đang dậy con đang dậy mà.
Giờ xả tay cái này đi. Giờ chính là làm gì nữa? Giờ đem đổ. Giờ xả tay cái này đi. Giờ chính là làm gì nữa? Giờ đem đổ. Đây. Đây là bò là kim châm ngoại làm này, cho mình cuốn ăn này, ăn riêng bàn luôn đây. Ăn vào nó không nghe. Ăn vào mà chạy điện tử. À, ăn kiểu này là bị đòn rồi. Ngon quá. Bò ngọt thêm nấm này nữa hẹt. Đây là bò là kim châm bà ngoại làm này, cho mình cuốn ăn này, ăn riêng bàn luôn đây. Ăn vào nó không nghe. Ăn vào mà chạy điện tử. À, ăn kiểu này là bị đòn rồi. Ngon quá. Bò ngọt thêm nấm này nữa hẹt. Thank you.